Cái gì con? Cái gì mà lè chua đâu mà lè? chua lè. Cái này hả, trứng hấp mà chua lè gì con? Là bà má cho ăn nè, cho bà má cho bắp ăn nè. Sao hả? Bị gì vậy? Bị cay hả? Cay Con đâu mà xạo. cay, Trứng hấp mà con lúc này con xạo lắm nha. Con nha. Sao? Con đang làm gì? Con đang muốn làm gì? Hả? Trả, à, trả tiền cho cô hả? Ba dẫn hay trả tiền cho cô nha. Ba trả tiền cho một lần, một hồi ba trả tiền hay bắp trả? Bắp trả tiền cho cô nha. Cái miệng con dính quá cho đồ ăn kìa. Cái nữa xong liền làm. Nói nhỏ nhỏ thôi. Mẫu công người ta nghe mắc cỡ, đúng không? Cây viết hả? Con lấy cây viết làm gì? Rồi, con ăn miếng trứng đó nè. Nhanh lên, tụi coi ăn cái cảm nhận sao. Đâu, cho ba biết cảm nhận coi sao. Ăn xong trứng nó thấy sao? Hả? Ba thấy sao, có cay không? Trời ơi, cay như vậy đó hả? Con ngồi ăn đàng hoàng, con như vậy là không có ngoan đó. Đúng rồi, ngồi xuống giỏi. Đúng rồi, không được làm phiền người khác, đúng không? Rồi, ăn ăn coi coi cảm nhận sao cái nữa coi. Cho ba ăn coi cảm nhận cái coi bắp. Đâu, cho ba biết cảm nhận coi. Cảm nhận sao? Ủa, con bị gì vậy? Hả? Cay lè hả con gì ạ? Ba. Trời ơi, con bị gì nữa vậy? Cay nữa hả? Hay quá. Rồi, được rồi nha, ba tắt nha.